Luật sư của bà Trương Mỹ Lan cho biết công ty quốc cường Gia Lai đã đồng ý trả cho thân chủ của mình 2.882 tỷ đồng như tòa sơ thẩm đã tuyên liên quan chuyển nhượng dự án ở nhà bè. Chiều ngày 8 tháng 11, thông tin trên được luật sư của bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát công bố tại phiên tòa phúc thẩm khi hỏi thân chủ về một số người liên quan vụ án mà tòa sơ thẩm buộc hoàn trả lại tiền cho bà Lan. Công ty Quốc Cường Gia Lai đã rút kháng cáo, tức là đồng ý trả cho bà 2.882 tỷ đồng. Vấn đề chỉ còn là thời gian khi nào họ trả. Vậy bà có đồng ý dùng khoản tiền này để khắc phục hậu quả của vụ án hay không? Luật sư Giang Hồng Thanh, một trong năm luật sư của bà Lan hỏi, bà Lan nói đồng ý. Theo quy định tòa án nhân dân cấp cao sẽ đình chỉ xem xét yêu cầu của công ty Quốc Cường Gia Lai do đã rút kháng cáo, trước đó là người có quyền nghĩa vụ liên quan trong vụ án bà Trương Mỹ Lan, công ty Quốc Cường Gia Lai do bà Nguyễn Thị Như Loan đã bị bắt hôm 19 tháng 7, hơn 3 tháng sau khi vụ án bà Lan được xét xử sơ thẩm, làm chủ tịch Hội đồng quản trị đã có đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh liên quan việc buộc công ty này phải trả cho bà Lan 2.882 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của vụ án, tiếp tục kê biên 475 bất động sản liên quan đến công ty quốc cường Gia Lai để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Doanh nghiệp này cho rằng phán quyết tòa chưa đúng và chưa khách quan bởi đây là số tiền do công ty cổ phần đầu tư Sunny Island thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát thanh toán cho quốc cường Gia Lai theo hợp đồng hứa mua hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển. Theo quốc cường Gia Lai, mình là bên ngay tỉnh, không biết nguồn gốc số tiền trên liên quan đến bà Trương Mỹ Lan. Phán quyết của tòa gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của quốc cường Gia Lai. Theo bản án sơ thẩm, công ty Quốc cường Gia Lai được Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè với diện tích hơn 90 ha. Năm 2017, công ty cổ phần đầu tư Sunny Island và Quốc cường Gia Lai ký hợp đồng hứa mua hứa bán dự án này trị giá 2.882 tỷ đồng tuy nhiên Sunny Ansland sau đó gửi đơn tố cáo Quốc cường gia lai đến công an thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đối tác có hành vi gian dối trong việc đưa ra thông tin đã bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 84 ha 92% trong hợp đồng hai bên cũng ghi nhận Quốc cường gia lai đã bồi thường đền bù giải phóng mặt bằng được 92% diện tích dự án. Căn cứ vào các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất thì công ty của bà Loan mới đền bù được hơn 64 hecta. Quốc cường Gia Lai còn thông tin về việc đầu tư phát triển một khu dân cư thương mại trong dự án, trong khi công ty này chỉ được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật, khiến Sunny Island tin tưởng ký hợp đồng và đã thanh toán 2882 tỷ đồng, nhưng đến nay dự án không thực hiện được. Sau khi xác minh, công an thành phố Hồ Chí Minh xác định vụ việc không có dấu hiệu hình sự về việc Sunny Iceland nói quốc cường Gia Lai gian dối thông tin về diện tích đất đã bồi thường của dự án, cơ quan điều tra cho rằng, sau khi ký hợp đồng, từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2017, Sunny Iceland đã nhiều lần thanh toán cho công ty quốc cường Gia Lai 2.882,8 tỷ đồng trên tổng số 14.800 tỷ đồng tương đương khoảng 19,47% giá trị hợp đồng. Trong khi đó, quốc cường Gia Lai đã giao cho Sunny Island giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ bồi thường của 65,76 hecta tương đương khoảng 71,72% diện tích dự án. Hai bên tiếp tục giải quyết tranh chấp bằng con đường trọng tài thương mại. Năm 2020, tranh chấp giữa hai bên đã được Trung tâm Trọng tài VEAC giải quyết Công ty Quốc Cường Gia Lai được Hội đồng Trọng Tài công nhận là bên tuyên bố chấm dứt hợp đồng hợp pháp do Sunny Island vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Từ đó, căn cứ theo hợp đồng, công ty Quốc Cường Gia Lai chỉ có nghĩa vụ trả lại cho Sunny Island 50% giá trị hợp đồng, tương đương 1.444,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, phán quyết của trọng tài thương mại này đã bị hủy. Quan hệ của các bên được giải quyết trong vụ án vạn thịnh phát. Ngoài ra, trong đơn kháng cáo, Quốc Cường Gia Lai đề nghị tòa tuyên buộc bà Trương Mỹ Lan trả lại cho công ty 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà bà này đang mượn vì tài sản này không thế chấp cũng như không có nguồn gốc từ tiền của SCB. Quá trình điều tra vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, cơ quan điều tra xác định số tiền 2.288 tỷ đồng. Sunny Iceland thanh toán cho quốc cường Gia Lai là tiền của bà Lan nên thu giữ các giấy tờ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến hợp tác của hai bên. Do đó, tòa đã giải quyết quan hệ tranh chấp của các bên để khắc phục hậu quả của bà Lan trong toàn bộ vụ án. Bản án xác định trong suốt 10 năm, thâu tóm SCB, bà Lan đã chỉ đạo đồng phạm giải ngân cho nhóm công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 2.500 khoản vay. Đến tháng 10 năm 2022, nhóm bà Lan và Vạn Thịnh Phát còn 1.284 khoản vay với dư nợ 677.000 tỷ đồng gốc và lãi. Hôm 11 tháng 4, sau hơn một tháng xét xử, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bà Lan mức án tử hình, về các tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tham ô tài sản và đưa hối lộ, buộc bị cáo bồi thường gần 674.000 tỷ đồng cho SCB sau khi trừ đi một số khoản vay đã được tất toán. Sau khi khởi tố vụ án, bà Lan còn phải bồi thường gần 674.000 tỷ đồng cho SCB. Ngày 8 tháng 11, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. Tại phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan cho biết, từ sau phiên tòa sơ thẩm, gia đình bà đã nộp khắc phục 500 tỷ đồng, nộp cho hai giai đoạn. Trong thời gian xét xử phúc thẩm giai đoạn 1, gia đình bà tiếp tục nộp thêm 80 tỷ đồng. Tương tự, ông Chu Lộc Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan cũng khắc phục 7,5 tỷ đồng. Trước đó, ông Cơ đã nộp khắc phục 2,5 tỷ đồng. Như vậy, trong vụ án, ông Chu Lộc Cơ đã nộp khắc phục 10 tỷ đồng. Bà Trương Huệ Vân, cháu gái bà Trương Mỹ Lan cũng tiếp tục khắc phục 7,5 tỷ đồng. Tổng cộng bị cáo Vân đã khắc phục 10 tỷ đồng. Tại tòa, bị cáo Dương Tấn Trước cũng đã nộp khắc phục toàn bộ hậu quả. Bên cạnh đó, nhiều bị cáo khác trong vụ án cũng nộp khắc phục bằng tiền, cổ phiếu. Hội đồng xét xử, vụ án vạn thịnh phát giai đoạn 1 tiếp tục phần xét hỏi đối với các kháng cáo về phần dân sự các biện pháp tư pháp. Tại tòa bà Trương Mỹ Lan xin được nhận lại nhà cổ số 110 Võ Văn Tần do mẹ bà Lan mua cho con gái bà Lan, do con gái bà là Chu Duyệt Phấn đứng tên, số nhà 78 Nguyễn Huệ, quận 1 do con gái bà Lan đứng tên, nhà đất số 19 25 Nguyễn Huệ, quận 1 do mẹ bà mua đang cho SCB thuê làm trụ sở, nhà đất số 24 Lê Lợi quận 1 và nhà đất số 21 21A Trần Cao Văn, quận 3 do Trương Huệ Vân đứng tên, bà Lan cho rằng đây không phải là tài sản của bà. Phần bà Lan, bà xin lại nhà đất số 193 Trần Hưng Đạo, quận 1 là trụ sở vạn thịnh phát, đồng thời bà xin tòa xem xét lại 5.000 tỷ góp vào SCB để tăng vốn điều lệ nhưng chưa tăng được thì cho xin lại để khắc phục hậu quả. Về vấn đề tăng vốn điều lệ, đại diện SCB cho biết SCB hoàn thành các thủ tục để tăng vốn điều lệ năm 2021, tiền đã hòa vào dòng tiền chung, tuy nhiên chưa có giấy chứng nhận tăng vốn. Tại tòa đại diện SCB cho biết, SCB kháng cáo 5 vấn đề, cụ thể SCB đề nghị tòa chấp nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại của SCB về lãi suất đối với các giao dịch tài sản, SCB đề nghị không buộc phải hoàn trả tài sản cho nhiều người có quyền và nghĩa vụ liên quan hoặc đề nghị giao tài sản để SCB xử lý chấm dứt kê biên một số tài sản, làm rõ quyền của SCB đối với cơ quan thi hành án dân sự trong các nghĩa vụ buộc bà Trương Mỹ Lan bồi thường cho SCB 673.000 tỷ đồng và giao SCB xử lý 1.121 mã tài sản, giao dự án 6A cho SCB nhằm khắc phục hậu quả. Khi hội đồng xét xử hỏi lại về các vấn đề SCB kháng cáo thì đại diện SCB tỏ ra lúng túng. Đại diện SCB cho rằng trong 1.121 mã tài sản, tòa sơ thẩm tuyên giao cho SCB xử lý, có một số tài sản bị trồng lấn với mã tài sản mà tòa sơ thẩm tuyên trả về cho các cá nhân khác. Cụ thể, tòa sơ thẩm tuyên SCB trả lại 3 mã tài sản cho công ty Phương Trang, nhưng phần này nằm trong 1.121 mã tài sản mà nhóm Vạn Thịnh Phát đang dùng để thế chấp tại SCB. Về nội dung kháng cáo thứ tư, SCB cho rằng bà Trương Mỹ Lan có hai nghĩa vụ độc lập là bồi thường 673.000 tỷ đồng và ra 1.121 mã tài sản cho SCB xử lý. SCB lo ngại quá trình thi hành án, số tiền thu giữ của bà Trương Mỹ Lan không đủ bồi thường thì cơ quan thi hành án sẽ cấn trừ vào 1.121 mã tài sản. Chủ tọa nói nếu như thế này thì bị cáo Lan phải bồi thường hai lần. Đại diện SCB nói không phải như vậy nhưng vẫn bảo lưu quan điểm kháng cáo. Với kháng cáo của SCB về tiếp tục tính lãi đến khi thi hành án, bà Lan không đồng ý vì bà cho rằng không đúng quy định pháp luật. Đối với các kháng cáo còn lại của SCB, bà Lan giải thích về bối cảnh việc vay mượn cá nhân giữa bà và các công ty Hồng Phát T và H Hạ Long Phương Trang, bà Lan cho rằng chủ các công ty này đều vay tiền của cá nhân bà và bị SCB mượn tài sản để tái cơ cấu nên việc tòa tuyên họ phải trả tiền cho bà là đúng.